Rồi chào anh em ha. Video clip hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một cái video clip về giới thiệu cho anh em cái cách mà mình tự vệ sinh nha, tức là tự rửa ráy cái vàng nóng và vàng lạnh của cái máy lạnh tại nhà của mình nó đơn giản như thế nào. À, chứ để khỏi phải mùa Tết này khỏi phải tốn tiền 200-300 ngàn cho một cái máy lạnh. Đó, cái dụng cụ đơn giản, vấn đề là anh em cho dù không có máy rửa xe anh em xài nước máy anh em vẫn rửa được bình thường ha. Đấy thì cái máy này là bên em đang tháo xuống rồi, còn cái máy của anh em đang sử dụng ở nhà đó thì nó gắn ở trên tường trên vách thì anh em vẫn vệ sinh cái cấu trúc với lại cái hình thức mà để thao tác đó thì nó cũng y chang vậy thôi, không có gì khác biệt ha. Thì cái video cái máy lạnh này bên em đang vệ sinh lại xong bên em sẽ thanh lý luôn, tức là bán ha. Thì cái con này là máy lạnh của Saab sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Con này thì lúc mà em mua đó, thời điểm mà em mua đó thì nó khoảng là 12 triệu mấy, gần 13 triệu đó, tức là chưa có ống đồng, chưa có công lắp nha. Nếu mà anh em gắn ống đồng công lắp thì cái con này là chạy ra là nó khoảng là tầm 14 15 triệu gì đó, là kể cả tất cả chi phí luôn. Đó, thì cái dòng này là dòng inverter nha, nên là anh em đừng có so sánh với cái dòng thường. Cái dòng này thì nó sẽ có những cái ưu điểm đó. Thứ nhất là nó sẽ có chế độ turbo làm lạnh nhanh, ZTEC nè anh em thấy không? Đó, cái thằng inverter thì chạy rất là tiết kiệm điện luôn, nó sẽ tiết kiệm điện cho anh em tới 60%. Làm lạnh nhanh turbo trong vòng là giảm 5 độ C trong vòng 5 phút thôi. Và anh em nào mà có trẻ nhỏ mà chờ bầu bầu đồ mới đẻ đó thì anh em mua cái máy này, cái lượng gió nó dịu nhẹ, nó có cái chế độ dịu nhẹ cho bé ha. Rồi nó vận hành ổn định, không cần ổn áp, tức là điện áp thấp, điện áp mà không ổn định chập chờn là nó cũng bào được luôn ha. Đây là cái tem nhãn năng lượng của nó là tới 5 sao anh em ha. Đây là cái dòng mà ZTEC inverter. Thì tại sao thanh lý thì tại vì là dư anh em ơi ha. Cái dòng này thì nói thật sự với anh em là lúc em gắn á, thì lúc thằng con em mới đẻ nên là mua cái dòng này là về, là tại vì mình nghiên cứu là nó có cái chế độ về dịu nhẹ cho trẻ em đó thì em sử dụng. Thì sau đó nó khoảng tầm nó khoảng 1-2 tuổi là cái dòng máy này là hầu như rất là ít xài luôn. Một tháng trung bình bật ngủ chừng khoảng 1-2 đêm thôi, rồi sau đó là sau này là cái phòng nó không xài tới, rồi bây giờ tháo bỏ luôn ha. Thì sẽ thanh lý cho anh em, nói hẳn trước trong video này cho anh em luôn là thanh lý cho anh em 3 triệu cho một cái con máy cực kỳ mới, rất là ít sử dụng nha anh em, chứ không phải mà mở hàng ngày chạy bào đồ này kia rồi bít tông máy nén đồ này kia nó yếu rồi mới bán cho anh em là không có đâu. Ở đây là cái máy này là còn cực kỳ cọp nha. Máy này là nhà em xài, nhà dùng đó anh em thấy đi, từ lúc mua tới giờ là không hèm vệ sinh luôn, và bây giờ mới đem ra vệ sinh nè. Bây giờ chút xíu anh em rửa xong anh em sẽ thấy nó đẹp như thế nào nha. Thì cái máy này anh em sẽ hỏi là tình trạng nó như thế nào thì đảm bảo với anh em luôn là tình trạng là căng đét nha anh em. Thì bữa hổm là đã kiểm tra, khi mà tháo xuống là trước khi tháo là đã kiểm tra thì thấy ga bọng đồ này kia là nó vẫn còn đầy luôn, tức là về anh em cũng khỏi cần phải châm thêm ga đó. Nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là khi mà hồi đó lúc mà em xài á thì để cho cắt cố định đây nè, thì em sẽ cho cái này hành chỉnh cơ nha anh em, chứ là không chỉnh điện được. Thì là bên em đang bán cho anh em là 3 triệu, nếu mà anh em nào muốn gắn cái motor mà chỉnh cơ, tức là để cho nó cắt lên cắt xuống gì nè bằng điện đó, tự động đó, thì anh em thêm 500 ngàn nữa, 3 triệu rưỡi em sẽ mua cái motor gắn vô. Còn nếu không là mình chỉnh cơ, tức là mình để gì thì nó hỏi như vậy luôn nha. Đó, tại vì ngày xưa là có thằng bé nó mới đẻ đó nên là em sẽ chỉnh, tức là bà tháo bỏ cái cơ chế chỉnh điện để cho nó cắt sát lên nhất luôn, cắt sát lên trời á, chứ không thôi là đừng để hỏi vô bé để sợ nó bị viêm phổi anh em ha. Rồi ngoài ra thì các thao tác các cái tính năng khác là bình thường nha anh em. Đây rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách tháo lắp để mình vệ sinh. Thì á, cái cơ bản nhất để mình vệ sinh một cái máy lạnh hoặc là để mà mình tháo lắp cái máy lạnh á, thì cái vàng lạnh á thì mình sẽ tháo, đầu tiên là mình sẽ tháo cái mặt nạ lên. Hầu như cái máy nào cũng vậy hết, không phải là đơn cử cái hàng Saab, có thể là Toshiba, có thể là Mitsu, thì anh em cứ giới cái tay bên đây, nó sẽ có cái ngàm ở đây nè đó, ở bên đây rồi bên đây, để anh em bật lên ha. Thì lâu lâu mình chạy vài tháng á, mình sẽ lấy cái lưới lọc này ra để mình vệ sinh đó. Hàng này thì mình chỉ vệ sinh cái lưới lọc này thôi, nhưng mà sau vài tháng nữa đó, tức là khoảng tầm 6 tháng tới 1 năm, tức là mỗi năm mình vệ sinh đi, thì mình vệ sinh cái này rồi đó thì nó vẫn có một cái lượng nhỏ bụi bẩn nó chen vô đây, thì bắt buộc là tới lúc này á là mình phải vệ sinh luôn cái lá tản nhiệt ở đây. Thì để vệ sinh lá tản nhiệt đây thì mình phải tháo bung hết nguyên cái này ra, tháo nguyên cái mặt này ra. Thì để tháo như thế nào chút xíu nữa em sẽ quay cho anh em coi. Còn về mặt máy vàng nóng á thì nó cũng cơ bản là vậy luôn. Thì để tháo được vàng nóng mình cũng phải tháo vệ sinh cái hàng vàng nóng này, thì nó sẽ không có lưới lọc giống như bên đây nha. À, mình sẽ xịt trực tiếp vô đây luôn. Nhưng mà để xịt trực tiếp cho nó vệ sinh rõ thì thứ nhất là mình phải mở cái nắp ở phía trên này ra. Cái hai nữa là mình phải lấy cái mặt trước này ra ha. Đó là về nguyên lý cơ bản nha anh em, tức là tất cả các cục máy nóng nào bên mình đều có một cơ chế riêng, tức là thứ nhất là mình mở cái nắp ở phía trên và mở cái nắp ở bên hông với cái mặt trước này nè, lấy nó ra, còn cái vàng ở phía sau là giữ nguyên lại.
Còn cái phần mà cục lạnh á là mình sẽ háo cái lưới mà chống bụi ra, xong rồi mình mở nguyên cái mặt ở phía trước này ra luôn. Rồi bây giờ em sẽ lấy luôn ngày em tháo cho anh em cái mặt lạnh, xong rồi cái mặt nóng cho anh em xem. Thì mình tháo ra, còn việc còn lại là xịt nước rồi rửa xong rồi gắn lại rồi xài xong. À, quá đơn giản, tiết kiệm được 300 ngàn anh em. Mà gần Tết có thể là cái dịch vụ mà vệ sinh máy lạnh có khi nó còn lên giá nữa. Thì nếu mà anh em mà mình em yêu khoa học, muốn tự làm một lần rồi anh em thấy nó dở ợt à. Rồi là mấy lần sau là thợ nó hất nghiệp với mình luôn ha. Rồi ok. Rồi ok, bây giờ sau khi mà mình tháo cái nắp này ra rồi đó, thứ nhất là mình có thể tháo nó ra luôn nè, kéo nhẹ lên thôi anh em nha. Đó, ba cái đồ mũ nè, anh em thấy cái máy lạnh nó vậy chứ nó thật sự nó lại rất là ít ốc luôn. Nó chỉ xài mấy cái ngàm thôi. Rồi cái bước tiếp theo đó là mình đi tìm mấy cái con ốc mà nó cố định cái nắp mặt nạ này. Ở đây mình thấy đây một nè, ở đây hai nè. Anh em thấy cứ thấy cái con ốc nào đó thì là anh em cứ gỡ hết đây. Rồi, tức là cái máy lạnh mình khi mà mình gắn lên trên tường nó sẽ như vậy đúng không? Đó thì mình chỉ cần mình tháo mấy con ốc này ra, mình mở nó ra thôi. Bây giờ mình sẽ đặt máy mình làm cho anh em xem ha. Còn cái dụng cụ thì đơn giản thôi, mình xài một cái tu vít. Còn ở đây em có đồ nghề thì em xài máy khoan, em cái máy bắn vít em bắn ra cho nhanh thôi. Chứ còn nếu không anh em cứ xài cái tu vít bình thường. Đó bây giờ mình sẽ mang tháo ra nè. Rồi, em sẽ đặt máy quay đây. À, lấy cái này để đựng vít thôi, đựng ốc thôi. Đó, nó bắn ra. Một em. Mình tháo nó ra. Đó, mình giật nó ra hơn. Nói chung là mình giật nó ra hơn là nó ra nè. Đó, đơn giản vậy không? Đó. Đó, mình thấy đơn giản chưa? Mình thấy cái máy lạnh nó phức tạp vậy chứ thật ra nó có mấy ngóc à, nó tầm một tùy theo mỗi máy lạnh, nhất là máy lạnh Samsung á, nhiều khi nó chỉ xài mấy cái ngàm thôi. Đó, là mình lấy cái này ra là mình đã có thể vệ sinh rồi. Rồi. Thì như vậy á là khi mà anh em vệ sinh ở nhà thì anh em lên Shopee á, anh em mua một cái áo gọi là cái áo chùm vệ sinh máy lạnh để chi, để khi mà anh em xịt nước á nó văng nó sẽ chùm đâu. Thì khi mà xịt nước anh em thấy mấy thằng vệ sinh máy lạnh em biết rồi, cái áo nó chùm nó chừng khoảng 100 ngàn à, thì anh em xịt vô rồi cho nó chảy vô, nó đừng có dơ nhà mình thôi, nó sẽ hót xuống. Rồi phía dưới anh em để cái hùng nước để anh em hứng nước là ok ha. Còn khi mà mình đã tháo rời ra gì rồi thì mình chỉ việc là đem ra ngoài này mình xịt tá lả, xịt cho đã thôi. Chỉ cần anh em nè né ra cái chỗ bo mạch này thôi nè, chỗ bo mạch này né nó ra đấy. Thì đây là cái cánh của cái motor này nè anh em nè, anh em ra đây cái cánh của motor này đây bên em đã háo dây điện rồi nè đó. Thì nếu mà anh em nào muốn xài đó mình phải gắn lại cái này đó. Còn nếu không mình cứ để phần chỉnh cơ này mình xài thôi bình thường đó. Còn đây là bên em đã háo bỏ đây ra rồi ha. Đó, đây là bo mạch đó nè. Rồi ok, với cái tầm giá 3 triệu anh em chỉ về việc là mua ống đồng thì nó chỉ có khoảng tùy chỗ từ khoảng 120-150 ngàn một mét gì đó, anh em gắn vô là xài thôi. Rồi công thợ gắn, mình không biết gắn máy lạnh thì mình kêu công thợ lại nó gắn thì tiền công lắp ráp một cái máy lạnh thì nó khoảng 200 ngàn tới 300 ngàn thôi anh em. Rồi với tiền ống đồng thôi, còn vệ sinh thì bên em đã vệ sinh cho anh em rồi. Đó thì ra đây là anh em đã tháo ra cái phần vàng lạnh ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tháo cái vàng nóng thì sẽ mấy có mấy ngóc đây mình sẽ tháo ra cho anh em tiếp tục đặt máy ha. Đó. Rồi với máy lạnh sáp thì mình trên này nó có hai ngóc nha nè, tháo nó ra cứ thấy ốc ở đâu là anh em cứ tháo hết. Cái quy tắc của máy lạnh là anh em cứ tháo cái mặt nạ phía trước. À, mình sẽ lấy cái mặt nạ phía trước ra là mình vệ sinh thôi, từ vàng nóng cho tới vàng lạnh là cái nguyên lý của nó là như nhau thôi nè. Ở con này chút xíu em vệ sinh lại cho anh em thấy nó mới vàng xoèn như thế nào. À, mình dở này lên thôi, đó là một mặt nè ha. Cái mặt thứ hai mình kiếm con ốc ở dưới này nữa, nó rất là ít ốc luôn. Cái này nôm na nó giống như là mình tháo cái PC cái anh em ngày xưa chơi máy tính bàn, máy tính chơi game á nè. Lâu cái mình tháo cái PC ra mình vệ sinh lại đó thì nó cũng đơn giản vậy thôi, y hệt vậy luôn. Đó, anh em thấy cứ thấy ốc ở đâu thì anh em cứ bắn ra thôi.
sẽ tiến hành giật cái mặt này ra. Và đây còn con ốc nữa nè. Rồi mình mở mình bê ngang thôi, nó có mấy cái nhàm ở đây nè. Đó, ok ngay anh em thấy không? Là mình tháo ra thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi là bắt đầu mình sẽ lấy cái giò xịt, mình xịt xịt từ ở trong này mình xịt ra, ở ngoài này mình xịt vô. Cái phần cái cánh quạt này thì nó cũng là một cái loại motor mà nó chống nước nha anh em ha, nên là mình cứ xịt vô tư thoải mái, chỉ né cái thằng này ra thôi, cái thằng bo mạch này nè, né nước nó ra, thằng máy nén rồi mấy cái bo đầu bên trên, tức là mình chơi cái dàn bên đây thôi, là mình xịt vệ sinh là đưa vô sử dụng lại. Rồi rất đơn giản, bây giờ mình sẽ nối ống ra mình rửa ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình rửa nha anh em. Rồi, mình sẽ mở máy ra, rửa xe lên. Anh em nào có máy rửa xe thì mình về mình rửa, còn nếu không thì anh em cứ xài cái nước máy ha. Nước máy mà gắn cái giò xịt vô thì nó vẫn mạnh về xịt rửa được bình thường thôi. Tại vì anh em phải lưu ý một việc như thế này nè, cái cánh tay nhiệt này bằng nhôm nè, anh em mà lấy tay anh em bóp mạnh vô hơn là nó móp liền nè, thấy không? Bóp mạnh cái hơi là bóp liền, do đó không phải lúc nào anh em xài cái máy rửa xe mạnh là cũng tốt luôn nha. Anh em phải lưu ý là khi xài cái máy rửa xe mà máy mà lưu lượng nó mạnh á, là anh em phải cho cái giò xịt nó là giò xịt xè, hoặc là anh em phải đứng nó xa ra. Chứ còn mà anh em cứ xịt nữa, anh em mà lưu ý nha, không biết á, nhiều anh em mà mới lần đầu làm á, xịt khơi khơi ha, là mấy cái cánh tải nhiệt này là nó xẹp lép luôn, là banh cái máy lạnh của mình luôn, máy lạnh mình nó sẽ không có tải nhiệt được, cái dàn nén nó đưa vô nó sẽ không giải nhiệt được cái phần nóng, rồi cái phần lạnh á thì nó cũng không có phà được cái hơi lạnh ra, thì nó sẽ giảm cái hiệu suất của cái máy mình rất là tệ luôn. Ha, anh em phải lưu ý cái vấn đề này nha. Thì cái vòi xịt với máy rửa xe bên em á thì nó sẽ có cái vòi để anh em chỉnh được, chỉnh được cái độ xè anh em ha, mình chỉnh được cái độ xè chứ mình không có chỉnh mà nó nhọn như thế này nha. Ví dụ gì là anh em xịt mà đứng gần khoảng mét là coi như là cái này nó banh hết, mấy cái lá tan nhiệt banh hết. Còn ví dụ như anh em xịt vô cái dàn này thì anh em xịt bình thường đó, để cho nó ra rong riêu đó. Còn anh em nào mà kỹ mình có thể rửa bằng xà phòng anh em, còn ở đây là khỏi, em là chơi nước thôi chứ không có cần xà phòng xà tiết gì hết, chỉ cần xịt nước không là thấy là cũng sạch lắm rồi. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa cho anh em xem ha. Rửa anh em ha. Đầu tiên là mình sẽ rửa cái phần nào dễ rửa trước nha. Rửa cái mũi này trước đây. Cái phần mà mình cái lá tải nhiệt là mình phải chỉnh cái độ xè nè, thấy không? Chỉnh xè ra. Đó, cho nó bớt cái áp lực lại nha anh em. Rồi mình mới đưa vô mình xịt được. Đó. Như vậy nó sẽ không có bị mà trong cái lá tải nhiệt ha. Cái này anh em rửa xe máy mà xe tay ga nó không có cái miếng tải nhiệt, anh em cũng phải chú ý vấn đề này nha. Bây giờ anh em cứ lấy nước mà xịt vô bỏ bạ vô là nó banh hết mấy cái lá tải nhiệt này luôn. Hạn chế tối đa là nó vô cái bo mặt cho nó. Nếu mà kỹ á, mình có thể xịt một tiết vô đây rồi mình để cho nó ngắm.
cho mình xịt ra. Còn nếu mà lười lười nghe á thì cứ xịt nước không là nó cũng đã sạch lắm rồi, tại vì cái hàng này á là vốn dĩ nó chỉ là bụi thôi, chứ nó không có dầu mỡ hay là mài cái gì mà nó bám dữ đâu. Không phải là không như xe máy mình là giữa đường thì bụi bẩn rồi này kia, hàng này là chỉ có bụi thôi. Nếu các bạn bụi li ti xịt cái là nó ra hết rồi nè, không cần phải để sinh mà quá cầu kỳ làm gì. Video này mình sẽ làm từ từ cho anh em xem ha, đúng như thực tế luôn chứ không có xả làm thao tác nhanh rồi này kia, nên là cái thời gian thực tế nó sẽ là y hệt vậy luôn nha anh em. Cái này là vệ sinh miễn phí cho anh em luôn nè, anh em nào mà mua máy này về rồi đó là chỉ việc là treo lên là mình xài thôi nha, tại vì em đã vệ sinh rất là kỹ rồi. Cái loại này mà anh em về mà muốn thợ nó vệ sinh thực tế nữa ha là nó sẽ khoảng 300.000 nha. Làm tết này là lượng giá nó lên dữ lắm á. Đấy, mình xịt lại hai lượng nha, lượng một cho mình nữa, xịt lại lượng hai lượng cho con nè. Rồi mình xịt xong là mình sẽ đem ra mình phơi nắng thôi. Nếu anh em nào có cái giò xịt hơi thì mình đem ra mình xịt, còn nếu không mình cứ đem ra phơi nắng là ok thôi nha anh em. Rồi sau đây là mình sẽ đem ra phơi nắng rồi mình xịt vệ sinh mấy cái phần nhựa này, mấy phần này quá dễ rồi. Chừng nào tới cái phần dàn lạnh mình sẽ quay tiếp cho anh em ha. Đấy. Thì sau khi mà mình vệ sinh cái cục nóng xong mình đem ra vào đó mình phơi. Rồi mấy cái áo nhựa cái này thì nói chung là con nít rửa cũng được mà. Ha, vệ sinh mấy này xịt sạch thôi. Thì mình sẽ tiến hành là vệ sinh cái cục lạnh. Cái cục này thì nó mình sẽ dựng cái phần mà bo mạch nó lên cao anh em, rồi mình xịt xuống dưới thì nó sẽ có cái đường thoát nước ở dưới thôi. Ở đây mình sẽ có hai công đoạn để vệ sinh. Mình lấy cái này ra luôn ta. Đây. Em lấy cái miếng mút này ra luôn để cho vệ sinh cho nó sạch nha anh em. Anh em có thể rút ra cũng được hoặc là không rút ra cũng được, nhưng mà nên rút ra để mình vệ sinh được cái phần mặt ở phía dưới này luôn nè anh em nha. Đấy, mình lấy cái này ra đó, mình dựng nó lên, mình cứ rút mạnh ra là được, thì như vậy nó sẽ không, nó sẽ có cái mặt khoáng ở bên đây nè, mình sẽ vệ sinh được cái phần đáy ở phía dưới này luôn. Cái quạt lồng sốc nó nằm ở trong này nè anh em, thấy rõ không? Ở cái quạt lồng sốc này thì nói chung là rất là dễ, mình chỉ cần xịt nước vô thôi là nó auto sạch luôn đó. Thì khi mà mình tháo cái miếng này ra mình sẽ xịt được cái mặt trong ở phía này luôn, và nó dơ là nó dơ, nó bám ở phần ở phía dưới đây nè đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xịt cho anh em xem. Xịt thì tầm 5 phút là sạch lắm rồi, chỉnh cái độ xệ nè.
Ok, như vậy là mình đã rửa rất là như vậy xịt như vậy là rất là sạch rồi nha anh em, chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà mình rửa như vậy là sạch rồi đó. Rất là sạch luôn, chi tiết luôn. Còn nếu mà anh em họ là rửa cái này xịt tầm có 2 3 phút là nó đã quá sạch rồi nha anh em. Đó, cái quạt lồng sóc này nó quay tới giờ này còn quay nữa. Chỉ mình chỉ việc mình xịt vô cái quạt thôi là nó sẽ tự nó làm sạch thôi. Đó. Đó, rất là sạch anh em ha. Ok luôn. Đó. Quá đẹp. Wow. Rồi đó, anh em nhớ là lưu ý là mình chịu khó mình mở cái lấy luôn cái cục mút ra nha. Nếu mà mình tháo máy ra mình vệ sinh luôn, mình tháo luôn cái cục mút thì mình sẽ vệ sinh được sạch luôn cái mặt trong. Rồi nếu mà anh em không tháo cái mặt mút á, anh em chỉ xịt ở ngoài này thôi đó, thì nó sẽ còn một cái phần cặn nó dính ở đây nè ha. Rồi ok, đem ra phơi nắng rồi mình gáp lại là xong. Rồi, đây là sau khi vệ sinh xong anh em ha, mới đét luôn ha. Đây là cam kết cho anh em là bên em sẽ xịt nước thôi nha, không xài một miếng xà bông nào luôn ha, nên là nó đẹp tới mức độ như vậy nè anh em hiểu ha. Đấy, cực kỳ đẹp nha. Đây mở cho anh em xem nè, nó mấy cái lưới lọc đồ này kia còn rất là mới. Đấy, nó mới đét luôn đó, em chỉ xịt nước thôi. Cam kết cho anh em 100% không có miếng xà bông nào hết. Về anh em mà thử có miếng xà bông nào em tặng luôn cho anh em cái máy này luôn. Đấy, rửa mà lười tới nỗi mà không cần xà bông luôn nha anh em, chỉ cần xịt nước thôi, vệ sinh sơ thôi là nó đẹp tới mức độ vậy luôn nè nha. Con này á, thì cái công suất thường trực của nó, con này thì quá tiết kiệm sơ điện rồi anh em đó, mà dòng sáp nữa, dòng này thì nó siêu tiết kiệm điện tầm khoảng là 780W thôi. Còn công suất mà turbo maximum nó thì nó khoảng 1300W thôi. Còn nếu mà mình để qua đêm mình ngủ thì chắc từ tầm tử cỡ 2/3 số điện hơn em, rất là tiết kiệm xăng. GTEC inverter ha. Đấy, thì gáp lại thì nó cũng y chang như là cái khúc mà em giới thiệu cho anh em thôi. Cái phần đây rất là đẹp nè anh em thấy không? Đó, gắn lại nè. Như máy mới. Đó, máy này em đã nói là xài rất là ít rồi anh em. Đó, cái lưới lọc nè, anh em có thể nhìn xuyên qua bên kia luôn. Nó vệ sinh đẹp không nó, anh em có thể nhìn qua thấy cái lưới tản nhiệt ở bên kia luôn. Đó, chỉ xịt nước thôi mà nó đẹp như thế này rồi ha.
không có khe xài cần xài mà cước hay là chà hay là vệ sinh gì hết, chỉ lấy cái máy vệ sinh, máy rửa xe xịt thôi đó, đẹp tới mức độ vậy. Rồi máy này là bên em là bao cho anh em là chạy ngon lành và đã vệ sinh rồi, về chỉ việc là mua ống đồng gắn vô thôi. Còn ví dụ ở nhà anh em mà có cái máy lạnh rồi á mà nó cũ rồi, nó cổ lũ sỉ rồi đó, nó hao điện quá đó, thì anh em cứ việc là mua cái máy này về thôi, tốn thêm 300.000 cho cái thằng thợ điện lạnh nó tháo cái máy cũ ra ráp cái máy mới này vô rồi là xong ha, xệ thôi, rất ok ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều, chỉ có ba cũ thôi nha anh em.